Vâng, tại vì khi chúng ta có một cái công nghệ tuyệt vời như vậy, thì chúng tôi muốn đảm bảo rằng dòng vi điện này thực sự có thể đem đến những lợi ích tuyệt vời cho làn da. Điều này có nghĩa rằng ưu tiên hàng đầu của chúng tôi làm sao là phải có cái độ truyền dẫn, đúng không ạ? Chính xác luôn. Nhưng mà chúng ta nói ngắn gọn luôn ạ. Chúng tôi chỉ chứng minh rằng, chúng ta chỉ có thể mở được những cái lợi ích của làn da khi mà dùng thiết bị này chung với lại serum tinh chất đi cùng ạ. Chúng ta hãy cùng xem cái data, dữ liệu đến từ cuộc nghiên cứu này. Oh, những con số này rất là tuyệt vời. Và thực sự đó là chúng tôi đã nghiên cứu rất là nhiều những cái sản phẩm hiện nay cũng như là những sản phẩm mẫu để xem nếu như có một cái serum, một cái tinh chất mà giúp truyền dẫn những cái lợi ích này của thiết bị đến làn da thì sẽ như thế nào. Nhưng mà cái phòng nghiên cứu công thức serum thì gặp rất nhiều khó khăn, gặp rất nhiều trở ngại ngắn đường. Có rất là nhiều công thức khác nhau nhưng phát hiện ra là cái mức độ truyền dẫn nó không liên quan và cũng không hiệu quả cho cái dòng điện của Edgelock Boost. Trời ơi, thế thì sau khi tôi nghe chị Helen nói xong thì đây có vẻ như là chúng ta rất là gần như phải đi thăng bằng chân dây ấy thì mới ra được cái serum tinh chất ngày hôm nay, đúng không ạ? Chính xác là như thế ạ. Chúng tôi rất là nhanh chóng thôi phát hiện ra rằng có cái dòng điện mà rất là sáng tạo mới này của chúng tôi ấy thì cần một cái phong công thức serum sáng tạo không kém. Và đây là cái công thức duy nhất mà tôi biết mà đang được phát triển bởi cả các kỹ sư về điện và kỹ sư về hóa học làm việc cùng nhau đấy. Và chúng tôi phải lựa chọn rất là kỹ lưỡng, rất là cẩn thận. Bởi vì là cứ mỗi một cái nguyên liệu mới chúng ta đưa vào trong công thức thì nó thay đổi cái khả năng truyền dẫn điện của cái serum này. Và đội ngũ phát triển và nghiên cứu sản phẩm của chúng tôi đã cuối cùng tìm thấy được công thức kỳ diệu và đưa nó được ra một sản phẩm thực sự. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ đội ngũ nghiên cứu phát triển của chúng ta cả, đúng không ạ? Vâng, không bao giờ. Trước tiên đó là chúng tôi có một công thức Edgelock độc quyền. Đó là công thức độc quyền của công ty chúng ta đã có thể giải quyết được và nhắm vào nguồn gốc của lão hóa để giúp cho làn da của chúng ta lúc nào cũng trẻ trung và sáng tạo và tươi sáng. Bên cạnh đó, chúng tôi có công thức làm căng, làm đầy, cho nên là nó cung cấp độ ẩm, làm mềm da và giúp cho làn da chúng ta trông căng đầy hơn. Và công thức ở đây đó là bao gồm bột táo này, chiết tách của đậu lăng này, cũng như là vỏ dưa hấu này. Trong đó cũng có hyaluronic acid luôn để làm sao có thể tăng độ ẩm cho làn da của mình. Và cuối cùng chúng ta có tinh chất để mà làm giảm những cái sắc tố da sạm nám trên làn da. Thì như thế sẽ làm cho cái sắc tố da của chúng ta khi mà điều biến theo lão hóa thì sẽ không bị lộ diện ở trên làn da của mình. Và cái công thức này thì giúp cho làn da chúng ta sáng hơn khi mà chúng ta giảm được các cái vết sạm nám ở trên làn da của mình. Wow, đấy là rất nhiều nguyên liệu quý mà còn phải phối hợp được với nhau một cách rất là liên lạc nữa, hài hòa nữa. Và không những thế thì còn làm việc được, truyền dẫn được cho cái dòng điện biến thiên cùng với lại nhịp đập ngẫu nhiên nữa thì mới chạm đến làn da của mình, đúng không ạ? Vâng, và với sự hợp tác của rất là nhiều khoa học gia và kỹ sư, phải nói là chúng ta đã tạo ra được một điều gì đó cực kỳ đặc biệt và độc đáo và duy nhất. Có thể nói rằng thiết bị Edgelock Boost và serum tinh chất kích hoạt thì đây là một cái hệ thống Edgelock Boost mà sẽ đem đến cho chúng ta những cái lợi ích làn da tối ưu vẻ đẹp của làn da tự nhiên để làn da của chúng ta gần như được thức tỉnh, có trông không có bị mệt mỏi nữa mà sẽ còn sáng hơn, sẽ tươi tắn hơn và không như thế là còn có sự căng đầy nữa. Và với triết lý của Nu Skin, chúng tôi không chỉ nói, chúng tôi còn làm những gì mình nói nữa, cho nên lợi ích của hệ thống này đã được chứng minh và đã được củng cố bởi các nghiên cứu lâm sàng của chúng tôi. Chúng tôi sau khi mà cho các thí nghiệm nghiên cứu họ sử dụng thì đã nhận thấy những lợi ích cải thiện rất là lớn. Chúng ta cùng xem kết quả nghiên cứu ạ. Wow, kết quả này quá tốt, có vẻ như không thể tốt hơn được nữa. Không, thật ra là còn tốt hơn được đấy ạ. Đó là dùng cái lần đầu tiên thì đã thấy là da sáng lên và căng đầy hơn. Và không những thế, dùng 7 ngày sau còn tiếp tục cải thiện những con số này nữa. Anh Châu cảm thấy như thế nào ạ? Trời ơi, tôi biết là sắp tới Giáng sinh đây tôi sẽ mua gì tặng mọi người rồi. Vâng, đây là những kết quả rất là ấn tượng ạ. Tôi tin chắc rằng các khán giả Nuskin của chúng ta bây giờ cảm thấy rất là tin tưởng và tự tin vào hệ thống Edgelock Boost và chắc là mọi người đang rất hào hứng chờ đón để được chạm tay đến Edgelock Boost đây để được mở ra một cơ hội kinh doanh mới ạ. Cũng như là tiếp tục củng cố đội ngũ thiết bị Dream Team. Và đến đây tôi cũng muốn được nhắc nhở các khán giả Nuskin của chúng ta là chúng tôi đang chờ đợi cái bằng sáng chế để được cấp cho công nghệ này. Điều đấy có nghĩa rằng trong tương lai đây sẽ là công nghệ duy nhất độc quyền của công ty, đặt tiếp tục củng cố cho vị thế của chúng ta là
thương hiệu hệ thống thiết bị làm đẹp tại nhà số 1 trên toàn thế giới trong năm 2017 và 2018. Và vị thế này sẽ càng mạnh mẽ hơn. Xin được cảm ơn Helen và Joe đã chia sẻ. Xin cảm ơn phần chia sẻ rất là thú vị của tiến sĩ Joe Jang và tiến sĩ Helen Nack. Như vậy thì chúng ta đã hiểu rõ hơn về công nghệ biến thiên độc quyền của dòng sản phẩm Aesop Boost và cái bí quyết, cái lý do vì sao để giúp chúng ta có một cái làn da căng mọng hơn, đàn hồi hơn, tươi sáng hơn chỉ trong 2 phút. Thì qua một thời gian sử dụng thì rất là nhiều người hỏi chi rằng là liệu người ta có thể dùng thiết bị Aesop Boost mà không dùng tinh chất được hay không? Hay là người ta dùng thiết bị Aesop Boost nhưng mà dùng tinh chất của nhãn hàng khác được hay không? Thì sau đây Chi mời các bạn xem một đoạn video clip để tìm hiểu sự khác biệt của việc là dùng thiết bị mà không dùng tinh chất. Như vậy, qua video vừa rồi thì chúng ta đã hiểu được rằng là để đạt được hiệu quả tối ưu thì chúng ta bắt buộc là phải sử dụng thiết bị Aesop Boost kết hợp với lại tinh chất Aesop Boost đi kèm để mang lại cho làn da chúng ta tươi sáng hơn, đàn hồi hơn cũng như là căng mọng hơn. Và để tìm hiểu rõ hơn về công nghệ xung điện biến thiên độc quyền, một công nghệ mà đã giúp Aesop Boost trở thành một sản phẩm được yêu thích cũng như là đạt được rất nhiều giải thưởng quốc tế danh giá, thì sau đây Chi mời các anh chị, các bạn lắng nghe thêm phần chia sẻ từ tiến sĩ Dale Kern từ trung tâm sáng tạo của tập đoàn Nu Skin tại Mỹ để tìm hiểu về công nghệ này. Hello, I'm Dale Kern, Research Fellow with Nu Skin Global Research and Development, and I've had the great opportunity to help shape development of our AgeLock Boost device. The key science behind AgeLock Boost lies in the exclusive microcurrent waveform with variable pulse technology. This is something that is only found at Nu Skin, and we're really excited about its potential benefits. Unlike traditional microcurrent delivery, AgeLock Boost's pulsing technology sends intermittent, random pulses to the skin 8 times every second, and these pulses are charge balanced, switching from positive to negative every 2.4 seconds. When used with AgeLock Boost activating treatment, this current optimizes skin to reveal its natural beauty. This can include visible improvements like brighter, plumper, and bouncier skin after a single use. And with regular use, many of these benefits can continue to improve. I hope you'll love this latest innovation from the world's number one at-home beauty device system brand as much as we have loved developing it for you. Thanks for watching. Ok, như vậy thì chúng ta đã nghe tiến sĩ Dale Kern chia sẻ về công nghệ xung điện biến thiên độc quyền và chúng ta cảm thấy hoàn toàn tự tin với dòng sản phẩm Aesop Boost. Và Chi tin rằng với Aesop Boost đồng hành của chúng ta thì sẽ giúp cho các bạn cũng như là bản thân Chi sẽ có một cái làn da tươi tắn hơn, rạng rỡ hơn và đàn hồi hơn, để giúp chúng ta cảm thấy là rất là tươi trẻ và tự tin trong cuộc sống để chinh phục những thành công và cột mốc mới trong thời gian sắp tới. Xin chào.